Cô làm cái gì mà mới sáng ra cô đã lơ lối ôm sòm trước cổng nhà người ta thế à? Em chào chị ạ. Em tới đây để tìm anh Nam. Đây có phải là nhà của anh Nam không ạ? Đúng. Làm sao? Dạ vâng ạ. Em đến đây để tìm anh Nam ạ. Cái thứ quê mùa người rừng như cô, không biết phép tắc à? Vào nhà người khác không biết phép à? Ôi, chị nói đúng thế. Chị nhìn em mà chị biết em là người dân tộc à? Đúng đấy chị ạ. Em mới từ trên bản xuống đấy. Cô liên quan gì tới anh Nam? Em là vợ của anh ấy. Cô nói cái gì? Cô là vợ anh Nam? Dạ vâng ạ, em là vợ của anh Nam. Này, cô có biết tôi là ai không hả? Tôi là vợ sắp cưới của anh Nam đấy. Cô từ đâu đến đây mà nói ngông cuồng hả? Em nói thật mà, em vừa nói với chị đấy, em là vợ của anh Nam. Trúc, có chuyện gì mà sáng sớm người ra đã cãi nhau om sòm thế hả Trúc? Con nào đây? Nó nhận là vợ của anh đấy. Ui, em có nhầm gì không đấy? Rõ ràng anh không quen cô ta. Chồng ơi, mình về tổ chức đám cưới đi chồng. Anh bảo là anh không quen cô ta mà để cô ta tới tận nhà đòi cưới như thế à? Cô buồn cười nhỉ, tôi không hề quen cô, cưới xin cái gì? Này, bố mẹ em bảo là chúng ta là vợ chồng với nhau. Bây giờ anh đi về với em đi, em sẽ dẫn anh về nhà ra mắt bố mẹ em. Lại còn ra mắt bố mẹ hai bên rồi cơ à? Đồ tồi, trời ơi. Chúng nếu ơi, mà bảo không quen là tôi đánh chết anh. Chúng ơi, chết em đừng đánh, em phải nghe anh giải thích đã. Anh thề là anh không quen cô ta, em phải tin anh chứ. Này, cô không được đánh chồng tôi nhá. Được rồi, hôm nay tôi sẽ đánh chết đôi gian phu giống phụ các người. Ôi này, cô kia, con muốn đánh chồng tôi. Cô coi đừng gọi tôi là chồng. Cô không muốn đánh chồng tôi. Vậy là cô chính là cô gái chơi với tôi từ nhỏ á? Dạ vâng ạ. Mẹ em bảo là lớn lên em và anh sẽ kết hôn với nhau. Đấy chỉ là lời nói đùa của hai bên gia đình thôi, không thể coi là thật được. Nhưng mà rõ ràng ngày xưa khi mà chơi với em ấy, anh còn bảo là anh muốn kết hôn với em mà. Lúc đấy là tôi còn trẻ con, chỉ là lời nói đùa thôi. Còn cái chuyện kết duyên ấy thì cô cứ coi như đấy là hai bên gia đình là trêu nhau thôi, chứ không phải là thật đâu. Đúng rồi đấy. Yêu nhau thì phải tìm hiểu kỹ, có tình cảm thì mới kết hôn được chứ. Thế là em và anh không lấy nhau được à? Nhưng mà em thích anh Nam lắm. Đấy chẳng qua là do cô với tôi chơi thân từ nhỏ cho nên là cô có cảm tình thôi, chứ không phải là tình cảm trai gái. Tôi còn chẳng nhớ rõ với cô. Thế là em hiểu lầm à? Thế thôi, em xin phép anh chị, em đi về đây ạ. À, từ từ đã. Dù sao ấy, thì cũng cất công đường xá xa xôi đến đây rồi, nghỉ lại đây một đêm đi. Anh làm sao đấy? Tự nhiên lại cho nó ở lại. Kìa em, đây dù sao cũng là khách của bố mẹ anh ở xa đến. Chẳng lẽ mình đuổi người ta đi ngay à? Nhưng mà... Nhưng cái gì? Anh đã quyết định như thế rồi. Em cảm ơn anh ạ. Mà thôi, em đưa người ta đi vào phòng nghỉ ngơi đi. Anh còn có chút việc cả. Cô đi theo tôi. Con đã nói với mẹ rồi. Cả bây giờ con và Trúc đang quen nhau. Tại sao mẹ lại để Lan Anh tới ạ? Mẹ, bây giờ con lớn rồi, chuyện con yêu ai cưới ai đó là quyền của con chứ. Hơn nữa Trúc cũng tốt mà, mẹ nói như vậy không sợ cô ấy tủi thân hay sao ạ? Mẹ chỉ coi Lan Anh là đứa con dâu duy nhất thôi, còn con bé Trúc kia ấy, thảo mai xảo trá, mẹ không thích. Mẹ không cần biết, con phải để Lan Anh ở lại. Được rồi ạ, con sẽ để Lan Anh ở lại, nhưng mà mẹ phải hứa là không được làm ảnh hưởng đến con và Trúc đâu. Còn mụ già cổ hủ này, rõ ràng mình đã tìm mọi cách để lấy lòng mụ ta, vậy mà mụ ta vẫn không ưng ý với mình. Tất cả là tại cái con dân tộc kia. Nếu không vì sự xuất hiện của nó thì chuyện cưới xin của mình và anh Nam đã thuận lợi rồi. Nếu như mày đã cố tình phá tao, tao sẽ không để cho mày yên ổn đâu. À, chị ơi, chị đợi chút rồi hẵng đi vào nhà. Em vừa mới lau nhà. Đây là nhà của tôi. Tôi muốn làm gì thì làm. Đừng tưởng mới ở đây một đêm mà cứ nghĩ đây là nhà của mình nhá. Dạ, em không hề có ý đó. Chẳng qua là em vừa mới lau sàn, sàn vẫn còn ướt, mà chị lại còn đi giày vào nữa, em sợ bẩn thôi ạ.
Đây là nhà tôi thích làm gì thì làm. Đừng có tưởng có bố mẹ anh Nam chống lưng mà cô muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm. Rõ chưa? Em không hề có ý đó. Cái loại người như cô ấy, đừng nghĩ cưới được anh Nam rồi thì sẽ cóc kẻ khóa thiên nga. Cô càng ở đây thì anh Nam càng ghét cô thôi. Em thật sự là không có ý đó, chị đừng có mà suy nghĩ như vậy. Tôi nói như vậy để cho cô biết thân biết phận và cút về cái xó rừng của mình. Ở đây không có đất cho loại người như cô. Chị ăn nói hơi bị quá đáng rồi đấy ạ. Loại người như em thì làm sao? Loại người như em còn tốt hơn cái loại người phân biệt đối xử như chị. Cái con dân tộc như mày cũng mồm mép khiếp nhỉ. Mày không sợ tao mách anh Nam biết mọi chuyện hay sao? Khi mà chị đã nói ra được những lời này thì em chẳng sợ cái gì cả. Mày nên nhớ, tao và mày khác nhau, cóc kẻ thì đừng so với thiên nga. Đúng là không biết tự soi gương. Chị im đi. Này, đang nói chuyện, mày đi đâu? Chị làm sao không? Chị làm sao không? Có biết đau đâu không ạ? Mày cố tình hại tao đúng không? Em không hề có ý đó thì chị có đau ở đâu không ạ? Chảy máu rồi. Chị đau quá. Có chuyện gì mà hai người om sòm thế à? Anh Nam. Trúc. Em sao thế? Em chỉ mới nhắc em ấy về chuyện đừng nhắc chuyện cưới xin để làm khó anh. Thế mà cô ấy giận lên rồi đẩy ngã em đây. Em không có ạ. Chị ấy nói dối. Anh là... ơi, em đau quá. Chắc ngã đau lắm hả? Chảy máu rồi. Lan Anh vô tình đẩy em ngã vào chỗ sàn nhà chưa khô. Nên là... Mà thôi, anh cũng đừng trách em ấy. Em ấy ở trên vùng cao, không hiểu cách cư xử như chúng mình. Tôi đã nói với cô rồi. Chuyện cưới xin là do tôi quyết định. Không phải là thấy bố mẹ tôi thích mà thích làm gì thì làm. Xin lỗi Trúc đi. Xin lỗi. Thôi, anh đem vào bong bó nhé. Chứ để lại sẹo xấu lắm đấy. Không muốn nhẹ thôi đấy. Anh Nam, tay em đau quá, không làm được cái gì cả. Em lại lấy lý do làm nũng anh đúng không? Chỉ có anh hiểu em thôi. Đây, em cầm lấy, rồi đi mua sắm đi. Yêu anh nhất đấy. À, anh bảo này, em đi xem chọn mua cho Lan Anh ít đồ mới nhá. Để thay thế cái đống đồ cũ của cô ấy đi. Dù sao thì cô ấy cũng ở nhà chúng ta một thời gian, không thể để cô ấy ăn mặc qua loa như vậy được. Thật ra em đang có chuyện muốn giấu anh đấy. Sao thế? Chuyện về Lan Anh ấy. Anh biết là bố mẹ anh không ưa em, nhưng mà có chuyện gì thì cũng phải nói để anh giải quyết cho. Đừng che giấu như thế nhá. Hôm đầu tiên Lan Anh tới nhà mình, em có đưa đồ của em cho Lan Anh mặc, nhưng mà cô ấy không muốn. Sau đấy thì em lại thấy Lan Anh lục tủ của em. Thật á? Anh không nghĩ cô ấy là người như vậy. Thì em cũng đâu có nghĩ như thế. Em nghĩ cô ấy đang giúp em gấp lại đồ đạc thôi. Nhưng mà sau nhiều lần thì em có khuyên mà cô ấy không nghe. Em có nghe nói người dân tộc hay tái máy tay chân lắm. Nhưng mà em không muốn nói cho anh, sợ anh hiểu nhầm cô ấy. Mà em khuyên mãi mà cô ấy không nghe, nên em đành phải nói với anh đấy. Thôi được rồi. Thật sự là anh cũng không nghĩ là tại sao bố mẹ anh lại thích Lan Anh như vậy. Thôi, em cứ đi làm việc của mình đi. Việc này từ từ anh sẽ giải quyết cho. Anh còn nhiều việc phải làm lắm. Em biết rồi. Nấu ăn xong chưa? Tôi đói. Chị ơi, xong chưa hết rồi ạ? Cô nấu cho chó ăn đấy à? Dạ đâu ạ? Em nấu cơm ngon như vậy mà. Cô không thấy đồ ăn nguội ngắt như thế này à? Nhìn như đồ thừa ấy. Làm gì có nguội đâu chị, vẫn còn nóng mà. Em vừa nấu cách đây mấy phút. Tại sao cô lại dám động đũa hả? Cô động đũa như thế thì làm sao mà tôi dám ăn được? Tại vì chị bảo là đồ ăn nguội cho nên em muốn thử để chứng minh cho chị thấy. Kể cả có như thế thì cô cũng không được thử. Dính nước bọt của cô thì sao? Tởm chết thì được. Không ăn nữa, lấy nước ra đây cho tôi.
Chị ạ. Tôi sẽ tự đặt đồ ăn về. Nhìn mặt của cô ấy là tôi phát buồn nôn rồi. Nhưng mà chị ơi, còn đồ ăn của anh Nam, chị nhớ mang lên công ty cho anh ấy nhá. Mà mình nhớ mang máng địa chỉ công ty anh Nam, hay là mình mang lên công ty cho anh ấy nhỏ. Mà cũng muộn rồi, tôi đành vậy. Này này, này cô là nhân viên phòng nào sao lại ăn mặc cái? Anh à, em đang đi tìm anh này. Tìm tôi có chuyện gì? Em mang cơm đến cho anh ạ. Trúc có bao giờ tự nấu đâu, chúng tôi toàn gọi đồ ăn vặt mà. Em nấu cho anh mà. Cô nấu á? Dạ vâng, anh ăn thử đi. Lâu lắm rồi tôi cũng chưa ăn cơm nấu đấy. Trông cũng hấp dẫn nhỉ. Cô nấu ngon đấy. Em còn nấu cơm xong hết rồi. Em có bảo với Trúc mang cơm lên cho anh, nhưng mà hình như cô ấy không vui. Hai người lại cãi nhau à? Không, chỉ là cô ấy cảm thấy không thích thôi. Thực ra Trúc là người tốt bụng, nếu mà hai cô có thể thân với nhau thì... Cái chuyện em ở nhà anh sẽ gây khó chịu cho anh và cả Trúc. Còn cái chuyện mà em và anh kết hôn với nhau ấy, em sẽ không nhắc đến nữa đâu. Em chỉ muốn ở trên thành phố để đi tham quan ở đây thôi. Anh nghe mọi người bảo là ở trên thành phố này có nhiều địa điểm đẹp và nhiều địa điểm chơi vui lắm. Thật ra cô ở chung nhà tôi ấy, thì cứ chú ý một chút là được. Có gì không hiểu hay là không biết ấy, thì cứ hỏi tôi. Còn lúc nào tôi rảnh ấy, tôi sẽ chỉ cho cô mấy cái chỗ tham quan ở thành phố này. Nhưng mà công việc của anh bận rộn như vậy cơ mà. Sắp thất nghiệp rồi, không phải lo đâu. Cảm ơn anh nhiều nhé. Anh Nam, sao hai người lại đi cùng nhau? Lan Anh mang đồ ăn đến công ty cho anh, nên anh đưa cô ấy về chung luôn. Bây giờ cô ấy ở đây không biết đường, đi xe buýt thì thấy nguy hiểm lắm. Vậy cơ à? Thế mà em không biết đấy. Cô ấy có lòng tốt thôi mà. Anh Nam này, lát nữa em trai em tới đây đấy, nó có chuyện muốn nói với anh. Em bảo nó là nhiều việc lắm, không gặp nó được đâu. Có chuyện gì mà anh lại bận như thế? Dạo này công ty bận lắm hay sao mà Dương tới anh cũng không gặp được? Lỡ như em nó có chuyện gì cần gặp anh thì sao? Lại đi bợ đỡ mấy cái vụ ăn chơi đàn đúng của nó. Còn không ấy, thì mấy cái công ty ma nó cắm đầu vào chứ gì. Em bảo nó ấy, là anh xin lỗi, anh rất nhiều việc phải làm, không gặp được nó đâu. Không ngờ con kia lại dám đi nấu cơm để lấy lòng anh Nam, mà anh Nam lại cũng để ý tới nó nữa. Làm sao bây giờ? Chị, có chuyện gì đấy? Anh Nam đâu? Đừng nhắc đến anh Nam nữa, anh Nam không muốn gặp mày đâu. Lại có chuyện gì à? Bố mẹ anh Nam giới thiệu cho anh Nam một con nhỏ tới đây để làm quen. Tao vẫn chưa chết đâu, thế mà ông bà già đấy trơ mặt dám giới thiệu người yêu cho anh Nam. Vớ vẩn, anh Nam là anh chỉ thích chị thôi, không phải lo. Lo cái gì, hai người đấy vừa mới đi với nhau, nó nấu cơm để lấy lòng anh Nam đấy. Có khi bây giờ anh Nam đang bị nó hấp hồn rồi. Có chuyện đấy cơ à? Mà mày tới đây làm gì? À, em thì định sang xin bà chị ít tiền đầu tư. Chị mày thì làm gì có tiền, mà xin anh Nam thì chắc chắn là anh không cho rồi. Đang bị con kia dụ dỗ rồi còn đâu. Thì bây giờ chị cứ lấy cho em đi, đằng nào chị cũng là vợ sắp cưới của anh Nam. Chẳng lẽ ông anh lại tiếc mấy đồng tiền đầu tư cho thằng em vợ? Nhưng mà... Chị không phải lo, bây giờ chị phải làm như vậy để thể hiện cái vị thế trong căn nhà này của chị với con kia, đúng không? Anh Nam không thể nào vì con đấy mà tiếc mấy đồng tiền cho cái thằng em vợ này được. Chị phải nhanh lên. Chị nên biết anh Nam có rất nhiều đứa nhòm ngó, chị mà làm mất ngay cái mối ngon này đấy. Này, bây giờ chị mà không đầu tư cho em, sau này anh Nam mang tiền đi đầu tư hết cho cái đám chúng nó đấy. Thẻ của anh Nam đấy, cầm lấy mà đi rút tiền. Này, nhưng mà
em mượn số tiền nó hơi to. Thôi được rồi, cầm về đi. Khi nào chị qua, chị đưa đi rút rồi ký luôn cho. Giời, yêu bà chị nhất. Về đó. Anh Nam, anh ăn gì đó đi ạ? Tôi xin lỗi cô nhé. Mấy ngày cuối cùng cô ở đây, tôi lại không thể dẫn cô đi thăm thú thành phố được. Ngày nào em cũng sẽ mang cơm đến cho anh, cho nên đi ở ngoài đường ngắm nhìn thành phố nhiều cũng chán rồi anh ạ. Đơn giản quá nhỉ. Mà cô không cần phải mang cơm đến cho tôi nữa đâu. Với lại mấy việc dọn dẹp phòng ấy, có người làm rồi. Dạ thôi, em thấy trong phòng vẫn còn bừa bộn lắm. Mà anh cứ tập trung làm việc nhiều như thế này, cẩn thận ảnh hưởng đến sức khỏe đấy ạ. Thật ra công ty cũng đang gặp một số vấn đề, có thể bị phá sản, cho nên tôi mới phải cố gắng. Thật thế sao ạ? Có nghiêm trọng lắm không anh? Cô đừng lo, tôi cũng đã lường trước được sự việc, nên cũng đã chuẩn bị một khoản tiền rồi. May quá, thế mà em cứ tưởng. Đợi tôi một chút. Cái gì thế này? Sao lại? Sao vậy anh? Có chuyện gì à? Tiền của tôi mất hết rồi. Trời, thế bây giờ phải làm sao bây giờ ạ? Phải về nhà ngay thôi. Anh Nam, xem em mua cái túi này đẹp không? Sao anh người... Thẻ của anh đâu? Thẻ nào? Thẻ ngân hàng của anh đâu? Em làm cái gì mà hết tiền trong đó rồi? Em cho Dương vay rồi, nó mượn để đầu tư. Trời ơi! Anh tin tưởng em, nên anh mới đưa thẻ ngân hàng của anh cho em. Em chưa hỏi ý kiến của anh, tại sao đưa cho nó rồi? Anh làm cái gì thế? Dương, nó là em vợ của anh đấy. Sau này nó sẽ trả lại cho anh thôi mà. Em biết thừa thằng em trai của em, nó làm cái gì mà. Nó ăn chơi sa đọa nổi tiếng nhất cái vùng này. Nó thì đầu tư cái chó gì chứ. Anh thì thiếu gì tiền? Có gì đâu mà anh cứ phải nhảy cẫng lên thế. Nam, anh bình tĩnh đã. Tí tiền à? Tí tiền là cả mấy tỷ xương máu của anh đấy. Bây giờ em mang cho thằng em trai của em ăn chơi sa đọa, em có biết số tiền đấy quan trọng anh như thế nào không? Anh đang còn làm ra tiền tiếp mà. Dương nó muộn thì nó sẽ trả. Chị Trúc, đó là đồng tiền cứu mạng đấy à? Tiền cứu mạng? Là sao? Công ty sắp phá sản. Anh chỉ còn đúng số tiền đó thôi. Nhưng bây giờ hết sạch rồi. Phá sản? Sao có thể như thế được? Anh là chủ tịch, anh giỏi lắm cơ mà. Thôi, bây giờ anh sẽ bỏ qua chuyện này. Anh chỉ cần tiền của anh thôi. Em gọi cho Dương mang tiền về đây. Em không gọi được cho nó. Nó bỏ đi mấy hôm nay rồi. Thì em giết anh rồi. Bây giờ anh chẳng còn gì cả. Đến tiền của mình anh còn không lấy lại được. Tất cả chuyện này không phải vì anh với cô ta hay sao? Nếu như hai người không cặp kè, suốt ngày ở bên nhau như thế, thì em cũng phải làm như thế không? Chị Trúc, em và anh Nam không hề có ý gì. Em thề. Giữa anh và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Cô ấy đưa cơm cho anh, còn em chẳng nói một lời nào cả. Em mang tiền của anh đi. Ai mà biết được cô ta có mục đích gì chứ. Cô nói đi, cô đã làm gì anh Nam? Em chỉ mang cơm đến cho anh ấy, bởi vì em biết ơn anh ấy, vì anh ấy đã cho em một chỗ ở thôi. Cô nói dối tôi chứ gì? Cô nói mau. Cô đã làm gì? Dừng lại đi! Gọi cho Dương mang tiền về đây. Em đừng vì lỗi lầm của mình mà đổ oan cho người khác. Anh rồi. Chính mày là người đã phá hoại cuộc đời của tao. Chuyện này không liên quan đến em. Không liên quan đến em. Trúc, chuyện này chưa xong đâu. Trúc. Dạ vâng anh ơi. Anh có thể giúp em được không ạ? Dạ em đã báo công an rồi. Nhưng mà thật sự em đang cần gấp ạ. Dạ vâng. Anh Nam, em có thể giúp được gì cho anh không ạ?
Số tiền tôi cần lớn lắm, cô không giúp được đâu. Nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn lòng tốt của cô. Anh đừng lo ạ, ở nhà em có mấy quả đồi lớn lắm. Nếu như mà anh cần, em sẽ bảo với bố mẹ em bán một hoặc hai quả đồi để mang tiền cho anh. Bởi vì dù sao người ở trên thành phố họ cũng mang rất nhiều tiền về để mà mua quả đồi nhà em đấy ạ. Cô nói thật sao? Dạ vâng ạ. Nhưng mà chuyện này là chuyện của gia đình cô, tôi không nhận được đâu. Với lại tôi cũng không dám chắc được là mình sẽ vực dậy lại được công ty. Anh yên tâm đi, em tin là anh có thể làm được. Bố mẹ em cũng đã đồng ý rồi. Cô đã nói chuyện này với bố mẹ của mình à? Dạ vâng ạ. Cho nên anh hãy lấy số tiền trợ giúp của em đi nhé. Em tin anh có thể làm lại được ạ. Tôi rất biết ơn cô. Cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn cô rất nhiều. Không có gì đâu ạ. Tôi nhất định sẽ không phụ lòng cô và gia đình của cô đâu. Em tin anh. Này, tôi đã bảo với anh rồi, đừng cho người tới tìm tôi nữa. Số tiền đấy không ở chỗ tôi đâu. Chính cô là người ký tên. Nếu như tên Dương không quay về thì cô sẽ phải là người chịu trách nhiệm. Trong thời gian tao đi, mày đã kịp ăn sung mặc sướng rồi à? Nhưng mà không lâu đâu, căn nhà này sắp bị bán đi rồi. Không có chuyện đó đâu ạ. Anh Nam đã vực dậy lại công ty rồi. Mày tưởng tao ngu à? Tôi nói lại một lần nữa, nếu anh còn cho người tới tìm tôi sẽ cho xã hội đen tới đây dạy cho hai người một bài học đấy. Chị đừng có mà dọa nạt anh Nam nữa. Những cái người liên quan đến chị không khiến cho anh Nam sợ đâu ạ. Bởi vì bây giờ không ai dám động chạm tới chủ tịch công ty FVM. Cô nói cái gì? Không thể nào. Mới một tháng trời, thằng Dương còn chưa quay về, thì anh lấy tiền đâu ra mà? Em đã bán đổi ở nhà em để đưa tiền cho anh ấy. Bất ngờ lắm à? Tôi được như ngày hôm nay là nhờ Lan Anh. Nếu như tôi tin tưởng mù quáng vào cô, thì tôi sợ rằng lúc gặp khó khăn, tôi sẽ phải bán nhà trả nợ thật đấy. Anh Nam, chuyện hôm trước là do em nghe tin lúc đấy em sốc quá, em hoang mang, cho nên em mới bỏ đi như vậy. Ý gì đấy? Cô định năn nỉ tôi à? Anh Nam, em biết là em sai, anh có thể bỏ qua cho em được không? Bỏ qua chuyện cái thẻ đấy, em sẽ quay về bên anh mà. Tôi đã thấy rõ bộ mặt thật của cô rồi. Tốt nhất là cô nên đi, đừng để tôi báo công an. Anh Nam, anh đừng quên, em là vợ sắp cưới của anh đấy. Con kia, tất cả là tại mày. Mày đã làm gì? Trả anh Nam cho tao. Dừng lại đi. Bản tính của cô khiến tôi cảm thấy ghê rợn. Dù tôi có thừa tiền thì cũng không cho chị em cô một xu đâu. Đi đi. Không, đây là nhà của em. Em không đi đâu cả. Chị đừng có nổi điên lên nữa, đừng khiến cho anh Nam phải khổ nữa. Mày im đi. Tất cả là tại mày. Tại mày. Bỏ ra. Bỏ ra. Lan Anh, em đừng về nữa được không? Sao vậy ạ? Chuyện công ty cũng đã giải quyết xong rồi mà. Sau những chuyện vừa xảy ra thì anh mới thấy rằng bố mẹ anh nói rất đúng. Đáng lẽ ra anh nên nghe lời họ thì có phải tốt hơn không? Em cho anh cơ hội để sửa sai nhé. Anh có làm gì sai đâu ạ? Vậy em đồng ý cho anh thực hiện lời hứa của bố mẹ anh nhé. Chúng mình hãy tìm hiểu nhau nhé. Em đồng ý.